đi cho bằng được. Chào cô chú nha, chào các bạn, chào anh chị. Dạ, chào chào bà nội. Dạ. Hôm nay mình lên mình quay bánh xèo cho cô chú anh chị cùng xem nha. Đây hôm nay bà nội đang đang đổ hả bà nội? Dạ, đang đổ cái 20 cái. Dạ, cô mở hàng cô đặt từ hồi sáng bây giờ này đó. Gọi điện thoại luôn hả bà nội? Rồi ơi, cô gọi điện thoại mà cô mới vô cái mấy lần qua đây rồi đó. Dạ. Bà nội này mới 38 tuổi à. Thủy thôi rồi. Cô Thủy tới đây gần 60 rồi. Đây. Có đâu năm mấy rồi. Đây. Bà nội này yêu sớm quá, làm tôi mấy cái này quá. Trời ơi, bà dưới quê bà lên Sài Gòn bà dụ ông nội. Dụ ông nội. Ghê quá. Đây. Gì? Gì đâu lên lận gì? À, cô ở dưới thành phố đây. Dưới Sài Gòn lên hả? À, quận 10. Đường Nguyễn Tri Phương luôn. Không, có điện phủ. Quận 10. Dạ. Vậy mua cái này 20 cái về mình nguyên sớm luôn. Trời. Là gì coi? Gì coi trên YouTube á hả? Trên YouTube á. Dạ. Thương hai đứa nhỏ, thương ba đứa nhỏ quá phải đi. Dạ. Quyết định đi cho bằng được. Để cho nó lành lắm. Rồi ở dưới là lên đây là khoảng nửa tiếng, hơn tiếng chứ hả? À. Dạ. Thôi cứ mua về mình mua mình ủng hộ để bà nội có tiền trả nợ. Đây. Đây chị gái này là con dâu bà nội nè. Phải không? Dạ dạ. Đó. Được 20 cái chưa bà nội? Dạ gần đủ rồi anh nữa. Dạ cô hồi nào giờ bán hồi xưa giờ luôn vậy á. Đây là dấu mới cho chú Vũ nha. Dạo mới hả? Chị này là con dâu, là con dâu sao nha chứ không phải là khác nha. Ủa chảo này nay chiên ngon rồi nè. Năm nay Noel gì đâu mà không mấy không khí lạnh gì hết á. Nóng. Hôm trước cũng có anh ở quận 3 lên mua 25 cái. Mấy cái hả? Có liền giờ nè. Hai cái ok. Hai chục cái khuyến mãi mấy cái vậy chị? Lấy ra 4 cái luôn. Dạ. Em ơi. Dạ. Bữa nay bánh xèo đã có khách rồi thì mình hy vọng là có một cái lượng khách ổn định như vậy để gia đình có thêm trang trải cuộc sống. Nhiều cô chú anh chị nói là muốn hỗ trợ nhưng mà mình cũng ngay từ đầu là mình cũng đã thông báo là ông bà nội là không có nhận hỗ trợ, nhưng cô chú anh chị nếu như mà cô chú anh chị yêu thương các cháu
thì có thể gửi cho các cháu vài bộ đồ hoặc là cái gì mà mấy anh chị thích á, nói chung là vật dụng á. Tiếp tới là 21 đường Đông Bắc quận 12, số điện thoại của chị là nhiêu vậy chị? 0938. Dạ. 728. Dạ. 828. 828 7 0938 728 828 nha cô chú anh chị. Thì cái này nếu tại vì có một anh xem kênh của mình muốn hỗ trợ cho các cháu vài bộ đồ, vài đôi giày, bánh trái thì cô chú anh chị có thể ship tới địa chỉ này và số điện thoại kia để các cháu vui hơn. Ăn đây hả chị? Cho xe lên xíu đi chị. Chắc cũng phải quẹo quẹo qua anh kia rồi. Dạ, xe hơi thôi. Chắc cũng phải chạy lên trên đó nó có quẹo, ngã ba nó quẹo qua. Trên đó thì có chỗ trống. Vũng Tàu lên luôn hả chị? Vũng Tàu đó mà nghe đi nè. Nhớ về coi Sài Gòn Dấu Yêu nha. Đó, không, cho em phỏng vấn một cái hả? Ví dụ mình ở dưới Vũng Tàu mình lên luôn. Dạ. Là mình coi trên YouTube mình thấy. Dạ. Thì hôm nay là mấy chị là, nhưng mà mấy chị thấy trường hợp mấy bé sao? Trời ơi, thương quá trời. Dạ. Thương không? Dạ. Thì ông nội. Dạ, ông nội bà nội là bán bánh xèo nuôi mấy đứa nhỏ. Dạ, tại vì bữa em đi ngang qua đây nè, cái em thấy nó đứng nó đổ mà thấy thương quá, cái em vô em quay. Nó ở trong, nó đang ăn cơm ở trong á. Đấy, nó chiến xong nó mới ra nó đổ. Dạ. Ra chào bà rồi con. Đó. Đúng rồi. Lấy ra 4 cái con ơi. Dạ. Dạ chào cô. Lấy ra 4 cái. Đây thím 92 của mấy bé. Về từ đó nhé chị. Đó, cái này thím 2 đã chính thức ở nhà phụ ông bà nội luôn. Dạ. Đó, mấy cô này. Mà làm nó hết hồn luôn à. Một cái đem về luôn. Ra một cái chăm anh ơi. Xíu nữa là có điện thoại mới sao. Kìa. Rồi bỏ 4 cái vô kìa. Yeah.
Khóc không ai. Thôi cho bà về nuôi luôn á. Ông nội nó đó. Rồi lấy ra một cái vô kìa. Nhanh tay luôn, cái bà để nó nhanh tay. Rồi em cảm ơn nha. Thử cái chảo này đi trời. Cái chảo kia chiêu được hả? Được rồi, chảo này chứ được luôn rồi, để lên đi. Chảo này rồi nào. Chảo bìa kìa, nó chưa được chưa? Chảo bìa chưa? Ủa chị nãy giờ tưởng chảo chưa được, thử cái chảo đó hay gì thôi. Giờ chiếm 4 chảo được rồi đó. Nè 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 nè, lo lo quá, cô này thấy bánh nè. Thím Hai đã chính thức ở nhà phụ gia đình rồi, thì các cháu sẽ bớt mệt hơn chút, tại vì cái lượng khách của quán thì ngày càng đông đó cô chú anh chị. À, có cô chú anh chị nhắc con là ví dụ như nó lỗ mình trám lại cho nó khỏi cái bánh nó đẹp hơn á, nhớ nha. À, cô Thu ở bên Mỹ nhắc con là nhớ rồi, kem chống nắng con nhận được kem chưa? Con nhận hồi nào? Nói gì với cô Thu kìa? Trời ơi, cô Thu là có bồ người Ấn Độ đó. Bồ của Thu là người Ấn Độ đó. Đem vô cho bà ăn rồi làm 4 cái luôn con. Trời ơi, đi xe buýt luôn hả? Trời ơi, tội nghiệp chưa thương chưa kìa. Dạ. Đem vô đi em. Thì bây giờ là quán bắt đầu là chuyên nghiệp hơn rồi. Mình có hướng dẫn bà nội, ông nội là mua những cái thùng đá để ướp đồ, và cái quy trình là bé nào là đứng đâu công việc gì của ai là mình cũng đã training cho mấy cháu hết rồi. Thì mình hy vọng là thời gian sau này thì mấy cháu sẽ chuyên nghiệp hơn, để sau này là qua năm là kiện với Trâm Anh là sẽ đi học. Nói chung là mỗi người có một cái cách thương riêng. Mình thì mình thương các cháu, mình chỉ để trong lòng thôi. Hy vọng là sau này thì bánh xèo này sẽ có một cái lượng khách ổn định, chứ không phải là phong trào. Thực sự ra
có nhiều cô chú anh chị cũng khá là bất ngờ vì nhà gần ở đây nè, nhưng mà không có biết hoàn cảnh của mấy cháu. Có cô nói là cô đi ngang qua đây nhưng mà cô không có biết được cái việc nó như vậy. Kiệt vô bưng bánh xèo cho khách cho con. Cháu bà kìa, vô trong hỏi bàn mà ba bà là còn mấy cái nữa. Bàn bên tay phải á, kêu bàn tay phải nó vô bàn tay trái. Chiên nước cho chú Dũng kìa coi. Chiên nước cho chú Dũng. Nói chiên nước là nó biết. Gì vậy? Có cô chú hỏi sao không? Cái gì? Cái gì con? Cho mời chú Dũng uống nước đã không? Có cô chú nói là tôm sao mình không xào sẵn luôn chị? Ấp đá hả? Tôm sống ấp đá. Cái gì qua đây chết nó chảo lại. 8 viên nữa con. Hả? Em chi không kịp bà nội cho vô chiên. À. Là do có khách nên bà nội nhào vô. Đó. Đó Bỉ Nhi. Hôm nay bà cố Năm có lên nữa không Kiệt? Bà cố Năm là em của ông cố hả? Phải không Kiệt? Bà cố Năm là em của ông cố hả? Thằng Ken đâu rồi? Ken đâu hả? Đi học rồi. À đi học rồi hả? Chào. Livestream quay. Nói láo nó bậy bạ. Tại chị biết sao em không có lên hình không? Dạ. Em không có hiện nguyên hình được không? Tại em thiếu nợ 500 triệu á. Chủ nợ dí em quá chi tìm. Ôi anh Dũng thiếu nợ 500 triệu em thiếu tỷ thì sao? Thôi anh xác định lên hình để ta đòi nợ em nha. À, bà ở đâu? Đặt rác. Giao. Đúng rồi. Có ra có ráp chưa? Ráp đi. Đặt liền đặt ráp tới đi. Mấy cái? 5 cái hả? 5 bánh đặt liền cái này. Giờ đổ liền đi. Đổ cho chị từ từ. Vàng. Để tôi hướng dẫn cho. Mấy cái này tôi rành lắm. À. Có cô chú anh chị nói, có bạn nói là tại sao mình quay không lâu quay đi mà đứng chỉ này chỉ kia. Thì mình muốn là sau khi mà mình kết thúc cái khoảng thời gian live ở đây á, thì mình sẽ giúp các cháu là hiểu cái quy trình là buôn bán đông khách như thế nào để các cháu không có bị lúng túng, chứ không phải là mình tài lanh gì đâu nha các bạn ơi.
mình thì cũng là bình thường thôi, chứ cũng không có giỏi giang gì đâu, nhưng mà tại vì mình hay đi quay ở các quán á, thành ra mình biết được cái quy trình nào nó như thế nào như thế nào. Bốn cái cho chị đem về đi em ơi. Gì sáng giờ tụi nó nhắc em hả? À? Đứa nào không kiệt hả? Lên mạng lên giá. Khách hỏi lên mạng có lên giá không rồi chị? Giá xong cho 1 ký mắm tôm luôn. Cho 1 thùng sơn với 1 ký mắm tôm luôn. Cho hết lên giá. Bốn cái về chưa kìa? Bốn bánh chưa con nào, con ba lấy. Đó, cũng giàu quá. Nhi này cũng bi kịch lắm. Nhi này là mẹ của hai đứa con. Nhi đấy học nghề mai mốt mở cửa bánh xe bánh xèo luôn em. Rồi ba cái về. Ba cái có liền luôn nè cô. Hỏi Nhi ở trong người ta ăn còn bánh không chị kìa. Cái Hà lên trong có mấy người cô. Sao về gì nói lại? Mấy bữa lại đi mua đó, mua hoài à. Dạ. Và nó lên mạng, nó thấy cái nhỏ này bán cái nào cũng lên mạng. Dạ. Thì có mình nói chiên à. Dạ. Chị tới đây vậy, chị mua. Sao mà cái nào tôi coi thấy nó lên mạng đó. Dạ. Chị thấy bé sao chị? Giỏi. Dạ. Trời, con gái tôi được vậy sao? Dạ. Dạ. Vì gần đây thấy gì hả? Đây này gần nhà. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Bà nội thấy Sài Gòn Dấu Yêu, Dũng Sài Gòn Dấu Yêu ra buôn bán được chưa? Được rồi, cái Dũng giỏi rồi. Dũng kìa bàn rất giỏi luôn. Quản lý được không? Được. Dũng quản lý ok. Có chị Dũng qua là yên tâm, dẫn khách không ai sợ giận hết. Chú Dũng biết khách giấy. Rồi cho hai quá, vừa bán xong, vừa tiêu. Cho hai cái này xong chị đổ mấy cái đặc biệt em. Dạ, năm cái đặc biệt cho em. Rồi cái này đổ đặc biệt đi. Cái này đổ chị đổ đặc biệt đi. Okay, cho ráp đi nè. Rồi cảm ơn cô chú các bạn đã theo dõi clip của Sài Gòn Dấu Yêu nha. Chào và hẹn gặp lại cô chú các bạn trong clip tiếp theo.